Sư phụ tài kê ba tắc bột xê vơ ra lai sầu lâu với đồ đệ sang 2k9. Hôm nay được thách đấu với sư phụ, mong sư phụ chỉ giáo thế sư phụ có nâng được con xe gơi này không. Ái chà chà, mới 2k9 mà khỏe đấy, nhưng bê xe là nghề của thầy rồi, nâng một lúc ba con xe khởi động tay chân tí. Đúng là sư phụ con quá khỏe vậy, sư phụ nhấc được cái xe rùa này không giữ được hơi bị khó đấy. Ghê gớm thế nhỉ, xe rùa cũng khó đấy, sư phụ cầm hai tay khó quá nên cầm một tay cho dễ, quá nhẹ nhàng luôn. Nãy giờ con cũng chỉ thử sư phụ thôi, bây giờ con mới dùng cây đổ long đao này hạ gục sư phụ. Quá đơn giản luôn, cha cha dùng bí kíp cuối cùng rồi à. Nhưng đồ long đao với sư phụ vẫn là bông gòn,